Thưa quý vị, thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre không ngừng đổi mới với những cách làm hay sáng tạo nhằm hướng đến phát triển lâu dài và bền vững. Một trong những nhiệm vụ được đặt ra, đồng thời là xu hướng tất yếu là thực hiện chuyển đổi số. Đây còn là giải pháp quan trọng giúp hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, tham gia vào chuỗi giá trị. Có thể nói, thông qua việc sử dụng mạng xã hội, xây dựng website, tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử, các hợp tác xã đã quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, làm thế nào để hợp tác xã có thể ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý hiệu quả thì vẫn còn nhiều việc cần phải quan tâm và đề ra giải pháp đúng đắn. Với mục tiêu đa dạng các phương thức tiếp cận thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi xã Long Thới, huyện Chợ Lách là đơn vị điển hình trong chuyển đổi số, thích nghi với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi chuyên sản xuất kinh doanh cây giống cùng các nguyên liệu phục vụ nông nghiệp. Được thành lập năm 2019, từ 7 thành viên ban đầu, đến nay hợp tác xã có tổng số 80 thành viên. Đây là một trong những hợp tác xã tập hợp số lượng cây đậu trồng nhiều nhất, với tổng số 35 loại, trong đó tập trung vào các sản phẩm chủ lực liên quan đến chuỗi giá trị sản phẩm của tỉnh. Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch phục vụ người tiêu dùng. Trong đó, nổi bật là ứng dụng công nghệ sinh học, sử dụng sản phẩm giá thể sạch và túi tự hủy để ươm chiếc cây giống. Đây được xem là thành công của hợp tác xã nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thấy bà con nông dân đang sản xuất cây giống rất là cực khổ, trải qua rất nhiều giai đoạn mà sau đó là năng suất cây hè không cao, thì hợp tác xã bắt đầu bắt tay vào là thuê đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm từ những cái trường đại học và những kỹ sư ở các viện nghiên cứu về để mà nghiên cứu ra để cho ra một cái sản phẩm để hỗ trợ cho bà con nông dân trong việc là ươm cây giống và làm sao để bà con thứ nhất là tiết kiệm được nhân công, tiết kiệm được nhiên liệu và rút ngắn được thời gian sản xuất. Đồng thời là chúng ta có thể là bảo quản được, là bảo vệ được môi trường và tiết kiệm được cái vấn đề nước đối phó hạn mặn. Để tiếp cận với công nghệ thông tin chuyển đổi số, hợp tác xã đã mạnh dạn triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số, tem truy xuất nguồn gốc, đồng thời giới thiệu sản phẩm trên hệ thống website. Đặc biệt, việc giới thiệu sản phẩm mới trên hệ thống website đã giúp các thành viên tiếp cận được thị trường mới, hướng đến thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng sẽ thành lập sàn giao dịch kết nối tiêu thụ sản phẩm cây giống, tạo điều kiện thuận lợi trong mua bán trực tuyến, giúp người dân mua được sản phẩm chất lượng, đúng giống. Có thể nói, bằng cách phát triển đồng bộ các giải pháp gắn với chuyển đổi số đã giúp nâng cao tương tác giữa nông dân với người tiêu dùng, hợp tác xã vẫn duy trì phát triển ổn định trong thời gian dịch bệnh. Sắp tới đây thì hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi sẽ hỗ trợ thêm cho bà con nông dân là chúng tôi sẽ thành lập thành một sàn giao dịch cây giống để giúp bà con nông dân là thứ nhất là đưa những cái sản phẩm mình nó đạt chuẩn và có truy xuất nguồn gốc lên cái sàn để mà tiện lại trong vấn đề là giao dịch mua bán trên sàn. Đồng thời là những sản phẩm này là trước khi được lên sàn sẽ được kiểm nghiệm thông qua các cơ quan chức năng như là sở nông nghiệp hay là phòng nông nghiệp của huyện. Thì sau đó thì những sản phẩm này chúng ta sẽ là niêm yết giá và để giúp cho bà con nông dân là tránh tình trạng là nông dân phải bán tháo bán đổ và người mua cũng phải sẽ mua được là sản phẩm đúng giống của mình. Từ khi tham gia giới thiệu sản phẩm trên website, sản lượng cây giống của gia đình ông Nguyễn Hữu Phước, thành viên hợp tác xã Thắng Lợi được kết nối giới thiệu trồng trại đến các tỉnh thành khu vực miền Đông, miền Bắc. Nhiều đơn vị liên hệ đặt hàng với số lượng lớn. Việc giới thiệu sản phẩm mua bán bằng hình thức online ban đầu cũng gặp khó khăn. Thế nhưng khi thực hiện, sẽ thấy những tiện ích mang lại, nhất là khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Việc tiêu thụ sản phẩm bị gián đoạn, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu nhập. Tham gia chuyển đổi số cũng là cách để người nông dân tiếp cận, biết thêm nhiều sản phẩm mà thị trường đang cần. Từ đó có giải pháp để sản xuất, đáp ứng nhu cầu, tránh tình trạng sản xuất dư thừa, hàng tồn dư được mùa mất giá như hiện nay. Cái quy cách mà sản xuất theo cái giá thể đó thì so với trước đó, thì nó có một số mặt hàng mình đang làm được và thấy hiệu quả của nó là nó cũng khá hơn, tốt. Cụ thể như thí dụ như mình sản xuất cây lâm chôm thì hồi xưa mình cây lâm chôm là mình tháp mình ghép ở dưới đất, mình dâm ở dưới môi trường tự nhiên. Bây giờ mình làm theo cái chương trình này là mình nó cũng hơi rút ngắn được cái thời gian là nuôi cái gốc con. Và mình làm được cái chương trình là sẽ tháp cái cây nó mau hơn, tháp cái cành. Mình lấy nguyên cái cành ra là thời gian nó rất là ngắn. Và nuôi cái gốc rất là ngắn cho nên là trong phạm vi ngắn là mình đã ra được một sản phẩm. Sản phẩm này là cái chất lượng nó tuyệt vời hơn cái kia.
Được biết, năm 2021, Long Thới là xã đầu tiên được Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Lách chọn làm điểm tổ chức thực hiện chuyển đổi số. Thời gian qua, các hợp tác xã cũng đặc biệt tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên website, sàn giao dịch thương mại điện tử. Đặc biệt, việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm là rất cần thiết và vô cùng cấp bách trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và càng quan trọng trong bối cảnh của cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay. Từ đó, người tiêu dùng có thể sử dụng thiết bị di động quét mã QR để xem lại toàn bộ lịch sử quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm. Ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc là cơ sở quan trọng cho việc minh bạch thông tin quá trình sản xuất, mang lại niềm tin cho khách hàng. Anh Khánh ảnh lo cho cái bà con cái đầu ra, cũng như là khi mà anh cung cấp cái giá thể là nó giá thành nó tương đối là nó ổn, phù hợp với túi tiền của bà con. Anh Khánh thì hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi này là anh Khánh là một người trẻ, anh nhận được cái giải thưởng nông dân sản xuất giỏi ở cấp trung ương. Mới đây thì anh nhận được cái giải là cấp tỉnh, cho nên là đối với địa phương thì ảnh cũng là một người cùng với địa phương chăm lo về cái sản xuất cây giống, rồi cùng với địa phương chăm lo về công tác an sinh xã hội. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc Hợp tác xã Nông nghiệp Thắng Lợi thực hiện nhiều giải pháp nhằm thay đổi trong cách điều hành nội bộ, sản xuất, kết nối với thị trường là vô cùng cần thiết để tồn tại và tăng doanh thu, từ đó giúp hoạt động ngày càng hiệu quả. Đây cũng là những đòi hỏi cần thiết để thích ứng với bối cảnh tình hình mới. Đặc biệt, Hợp tác xã đã ứng dụng sản xuất nông nghiệp thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số đã và đang mang lại kết quả khả quan. Hy vọng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng sẽ tích cực tham gia chuyển đổi số và ngày càng có nhiều chuyển biến mới, phát huy vai trò kết nối sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người nông dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp.